Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sau hơn 10 ngày triển khai, đã có hơn 1 triệu thuê bao di động thực hiện việc chuyển chuẩn hóa thông tin. Con số này chiếm khoảng 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp viễn thông đã xác định cần thực hiện chuẩn hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, số lượng thuê bao thực hiện chuẩn hóa trong các ngày gần đây có dấu hiệu chững lại nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đã được đề ra, cục viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuyển hóa thông tin thuê bao trước ngày 31 tháng 3.